Dạ, xin chào lớp. Hôm nay thì mình sẽ học phần tiếp theo của bài số 11. Rồi thời gian còn lại mình sẽ đọc phần sửa bài tập. Đọc và sửa bài tập. Giờ bài số 11 mình còn một phần văn phạm chưa học. Để xem bài số 11 rồi. Đây, bài số 11. Bài số 11 hôm trước mình đã học phần xong phần thị vị lai. Với hôm nay thì mình còn phần cặn từ chỉ nơi chốn. Nửa mới hết số 11, giờ nay học cặn từ chỉ nơi chốn. Ở trong phần động từ thì vị lai này á, ở trong bài học mình thì nó chỉ có một bảng chia tận cùng bằng á, giống như là phải cho tí thôi, nhưng mà mình phải học thêm một bảng chia tận cùng bằng e nữa mới được. Thì tí nữa để ôn lại phần đó cho lớp thêm một bảng tận cùng bằng e để mình sửa bài tập. Giờ trước tiên phần là cặn kề từ chỉ nơi chốn. Đây là cặn kề từ chỉ nơi chốn. Cặn từ chỉ nơi chốn là gì? Là tiếng cặn từ diễn đạt ý nghĩa địa điểm hoặc nơi xảy ra sự kiện, hành động hay bối cảnh. Tức là tiếng cặn từ mà nó diễn tả ý nghĩa địa điểm, nói về địa điểm hoặc nơi xảy ra sự kiện hay hành động thì đó là cặn từ chỉ nơi chốn. Ví dụ ở đây người ta cho mình ví dụ nè: Siddhartha Bodhisattva Mahāpūthi-rukkha-mūla-sa-hetha-samma-sampūthi-nyanang-athi-gacchi-sati. Bồ Tát Siddhartha sẽ đắc được toàn giác trí dưới cội cây đại thọ bồ đề. Thì ở đây mình có chữ dưới. Dưới là cặn từ chỉ nơi chốn, là chữ hết tha. Chữ hết tha là cặn từ chỉ nơi chốn. Cặn từ này chỉ nơi chốn thì vị trí của nó không cố định lắm. Là hãy người ta cần sử dụng nơi chốn ở đâu thì người ta biết cặn từ chỉ nơi chốn ở vị trí đó. Giống ở trong trường hợp này mình thấy là đắc được toàn giác trí ở đâu đó thì người ta sẽ chặn chỉ cần từ chỉ nơi chốn, biết ở ngay điểm chốn người ta cần thiết. Câu thứ hai: Thera Devasikang Hetha Agamisanti, các vị trưởng lão sẽ đi đến đây mỗi ngày. Thì mình ở đây mình có chữ Hetha là đến, là đây, là chỗ này. Thì ở đây đến trước động từ đến đây, tại vì người ta cần nó ở điểm này thì người ta biết nó ở điểm này thôi. So với ở điểm cái câu trước thì nó không có đứng gần động từ, thì câu 2 thì nó đứng gần động từ, nhưng mà câu 1 thì nó đứng xa động từ, nó đứng trước tức từ. Nên vị trí của tràng từ chỉ nơi chốn thì nó không có cố định, tùy theo người ta cần sử dụng tràng từ chỉ nơi chốn ở đâu thì người ta biết tràng từ chỉ nơi chốn ngay điểm đó. Nó khác với trạng từ chỉ thời gian. Trạng từ chỉ thời gian á, thường là nó nằm trước chủng từ hoặc là nằm sau chủng từ, thường nằm ở đầu câu. Trạng từ chỉ nơi chốn thì cái vị trí nó không cố định, người ta nó chỉ xuất hiện khi nào người ta cần sử dụng đến nơi chốn thì người ta biết lại nó thôi. Thì đó là phần trạng từ chỉ nơi chốn. Bây giờ ở đây người ta cho mình một số trạng từ chỉ nơi chốn, lớp tộc đọc một tí ha. Ở đây mình có Akho là phía dưới, Anto là ở trong,
Antara là ở giữa, Uttang là phía trên, Upari là trên, Ekamantang ở một bên, Etha là chỗ này, Tattha chỗ ấy, nơi ấy, Diriyang là ngang qua, Sapato là từ mọi phía, Sapata là khắp nơi, Etha là ở dưới. Đó là một số trạng từ chỉ này chỗ. Giờ mày lớp giơ tay lên để mình đọc trạng từ chỉ ngay chỗ, sau đó mình qua phần sửa bài tập. Rồi xin mời lớp. Anh Cát Khánh có trên lớp học không bữa nay à? Dạ có sư. Để con mời. Mời mấy Phật tử đọc trạng từ chỉ ngay chỗ này tí giùm sư. Dạ xin mời cô Diệu Bảo à. Dạ con xin đọc một số trạng từ chỉ ngay chỗ. Atho là phía dưới, Anto ở trong, Antara ở giữa, Uttang phía trên, Upari trên, Ekamantang ở một bên, Ettha chỗ này, Tattha chỗ ấy, nơi ấy, Tiriyang ngang qua, Sapato từ phía, từ mọi phía, Sapattha khắp nơi, Ettha ở dưới, con xin hết ạ. Rồi. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bạch sư xin đọc một số trạng từ chỉ nơi chốn ạ. Atho phía dưới, Anto ở trong, Antara ở giữa, Uttang phía trên, Upari trên, Ekamantang ở một bên, Ettha chỗ này, Tattha chỗ ấy, nơi ấy, Tiriyang ngang qua, Sapato từ mọi phía, Sapattha khắp nơi, Ettha ở dưới. Dạ con xin hết ạ. Rồi. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ con đợi Phật sư, con đặt một số trạng từ chỉ nơi chốn. Atho là phía dưới, Anto là ở trong, Antara là ở giữa, Uttang là phía trên, Upari là trên, Ekamantang là ở một bên, Ettha là chỗ này, Tattha là chỗ ấy, nơi ấy, Tiriyang là ngang qua, Sapato là từ mọi phía, Sapattha là khắp nơi, Ettha là ở dưới. Bà sư con xin hết ạ. Rồi. Giờ xin mời Phật tử Huyền ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Atho phía dưới, Anto ở trong, Antara ở giữa, Bức thăng phía trên, Upari trên, Ekamantang ở một bên, Ettha chỗ này, Tattha chỗ ấy, nơi ấy, Tiriyang ngang qua, Sapato từ mọi phía, Sapattha khắp nơi, Ettha ở dưới. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử có dùng nick là iPhone ạ. Dạ, xin mời Phật tử Tham Ý Cá Liễu ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc một số trạng từ chỉ thời, chỉ nơi chốn ạ. Atho phía dưới, Anto ở trong, Antara ở giữa, Uttham phía trên, Upari trên, Ekamantang ở một bên, Ettha chỗ này, Tattha chỗ ấy, nơi ấy, Tiriyang ngang qua, Sapato từ mọi phía, Sapattha khắp nơi, Ettha ở dưới. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin đọc một số trạng từ chỉ thời, chỉ nơi chốn. Atho phía dưới, Anto ở trong,
Antara ở giữa, Bút Thăng phía trên, Upari trên, Ekamantang ở một bên, Etha chỗ này, Etha chỗ ấy, nơi ấy, Tiriyang ngang qua, Sapato từ mọi phía, Sapatha khắp nơi, Hetha ở dưới. Dạ thưa sư, con xin hết. Mời Phật tử Thanh Trà. Thưa sư, con xin đọc một số tràng từ chỉ nơi chỗ nào. Atho phía dưới, Anto ở trong, Antara ở giữa, Uttham phía trên, Upari trên, Ekamantang ở một bên, Etha chỗ này, Sapatha chỗ ấy, nơi ấy, Tiriyam ngang qua, Sapato từ mọi phía, Sapatha khắp nơi, Hetha ở dưới. Con xin hết ạ. Rồi, tốt. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Đẹp ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc à, con không biết là sư có nghe không mà mưa lớn quá. Nghe. Dạ nghe hả sư, dạ. Con xin đọc một số trạng từ nơi chốn. Atho phía dưới, Anto là ở trong, Antara là ở giữa, Uthang là phía trên, Upari là trên, Ekamantang ở một bên, Etha là chỗ này, Sapatha là chỗ ấy, nơi ấy, Tiriyang là ngang qua, Subhatto là từ mọi phía, Sapatha khắp nơi, Hetha là ở dưới. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc Atho ở phía dưới, Anto ở trong, Antara ở giữa, Uttham phía trên, Upari trên, Ekamantang ở một bên, Etha chỗ này, Tattha chỗ ấy, nơi ấy, Tiriyam ngang qua, Sapato từ mọi phía, Sapatha khắp nơi, Tattha ở dưới. Dạ con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Atho phía dưới, Anto ở trong, Antara ở giữa, Uttham phía trên, Upari trên, Ekamantang ở một bên, Etha chỗ này, Sapatha chỗ ấy, nơi ấy, Tiriyam ngang qua, Sapato từ mọi phía, Sapatha khắp nơi, Etha ở dưới. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc một số trạng từ chỉ nơi chốn. Atho phía dưới, Anto ở trong, Antara ở giữa, Uttham phía trên, Upari trên, Ekamantang ở một bên, Etha chỗ này, Tattha chỗ ấy, nơi ấy, Tiriyam ngang qua, Sapato từ mọi phía, Sapatha khắp nơi, Hetha ở dưới. Thưa sư, xin hết. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? À? Hết rồi không? Dạ, dạ hết rồi sư. Bây giờ mình ôn lại bản chia tí ha. Ôn lại bản chia tí rồi sửa bài tập. Để quá khứ. Để hiện tại.
This is it, thầy bị lại. Giờ lâu ôn lại bản kia thì không biết sao tự nhiên cái máy của tôi nó trở lại thành cái tiếng Việt hết anh Cát Khánh hả? Dạ, chắc cái phần ngôn ngữ là chỉnh qua tiếng Việt đó sư. Để có gì mai con nó chạy lại sao mà nó cái phông chữ rồi nó bị lỗi hết luôn. Thấy không nè, cái phông chữ cũ. Giờ cái này hình như Arial. Nó bị lỗi hết trơn. Nó không biết sao nó có ảnh hưởng đến cái phần mình cài đặt hồi đó hay không. Có thể là update phần mềm hệ điều hành nó sẽ bị lỗi chứ. Ừ, không biết sao. Rồi bây giờ lớp ôn lại phần bản kia của thầy Mỹ Lai hai bản. Ở trong bài học hôm trước thì mình mới học có một bản thôi, nhưng mà thầy Mỹ Lai nó có hai bản. Giờ mình ôn lại cái bản này trước, rồi sau đó ôn lại cái bản kia, cái bản bằng E. Để đây mình có ngôi thứ nhất A Hăng Bái Chí Sa Mí Tư Nhiền Mới Văn Bái Chí Sa Má. Ngôi thứ hai Sự Ít Quang Bái Chí Sa Xí. Ngôi Sư Nhiều Tông Hê Bái Chí Sa Thá. Ngôi thứ ba Sự Ít So Bái Chí Sa Tí Sư Nhiều Tê Bái Chí Sa Tí. Rồi lần nữa ha. Ngôi thứ nhất A Hăng Bái Chí Sa Mí Sư Nhiều Mới Văn Bái Chí Sa Má. Ngôi thứ hai Sự Ít Quang Bái Chí Sa Xí Sư Nhiều Tông Hê Bái Chí Sa Thá. Ngôi thứ ba Sự Ít So Bái Chí Sa Tí Tư Nhiều Tê Bái Chí Sầm Tí. Rồi lần nữa. Ngôi thứ nhất Sự Ít A Hăng Bái Chí Sa Mí Tư Nhiều Mới Văn Bái Chí Sa Má. Ngôi thứ hai Sự Ít Toàn Bái Chí Sa Xí Tư Nhiều Tùm Hê Bái Chí Sa Thá. Ngôi thứ ba Sự Ít So Bái Chí Sa Tí Tư Nhiều Tê Bái Chí Sầm Tí. Đọc hiện không biết lớp có nghe được hay không à. Ở đây trời cũng mưa rất là to. Dạ thưa nghe được sư. Nghe rõ. Nghe rõ. Thưa sư, con kính đảnh lễ sư ạ. Rồi, xin chào. Rồi, bây giờ mời lớp chia lại, ôm bắn giơ tay lên, chia lại bản chia này đi. Giờ, anh mời lên. Mình có thể chọn động từ nào đó khác, động từ bách chí sắp tí cũng được. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Cúc chắc quên bật mi hay sao? Dạ dạ thưa sư con mới bật mi. Để con chọn một cái động từ nào đó. Thưa sư, con xin chọn động từ là Pasi Đáp Tí, là hài lòng với ý, sư. Ừ, rồi, Pasi Đáp Tí. Dạ. Á Hăng, Pasi Đáp Sa Mí, Má Giang, Pasi Đáp Sa Má. Nói số ít cho nhiều. Pasi Đáp Sa Mí. Phải không sư? Á Hăng, Pasi Đáp Sa Mí. Ba động từ là ba si đáp tí. Đọc đi. Dạ, con xin chia lại là ngôi thứ nhất số ít Á Hăng ba si đí sa mí. Số nhiều Má Giang ba si đí sa má. Ngôi thứ hai số ít Toàn ba si đí sa xí. Số nhiều Tùm Hê ba si đi sa thá. Ngôi thứ ba số ít sô ba si đi sa tí. Số nhiều là tê ba si đi san tí. Thưa sư xin đáp. Xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ thưa sư, con xin chia bản động từ bát xá tí là xem ạ.
Rồi, viết chia đi. Bác sĩ Sammy, ngồi thứ nhất số ít. Á Hằng, bác sĩ Sammy, số nhiều. Má Văn, bác sĩ Sa Má, ngồi thứ hai số ít. Toàn, bác sĩ Sa Xí, số nhiều. Tùm Hề, bác sĩ Sa Thá, ngồi thứ ba số ít. Sô, bác sĩ Sa Tí, số nhiều. Tê, bác sĩ Săn Tí. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin chia cái động từ là đám má giáp tí là chế ngự điều phục đó sư. Dạ con xin đọc ạ. Ngôi thứ nhất số ít là Á Hăng Đa Má. Đa Má Chí Xá Mí, số nhiều là Má Văn Đa Má Chí Xá Má. Chí Xá Má. Ngôi thứ hai số ít là Đá Ma Đa Má Chí Xá Xí, số nhiều là Tum Hê Đá Má Chí Xá Thá. Ngôi thứ ba số ít là Sô Đá Má Chí Xá Tí, số nhiều là Tê Đá Má Chí Săn Tí. Dạ bà sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử An Trần. Dạ, thưa sư, con xin chia động từ Bá Vít Xá Chí sẽ trở thành ở thì Dị Lai. Ngôi thứ nhất số ít Á Hăng Bá Vít Xá Mí, số nhiều Má Văn Bá Vít Xá Má. Ngôi thứ hai số ít Avisasi, số nhiều Tâm Hề Avisatha. Ngôi thứ ba số Avisati, số nhiều C Avisanti. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ xin mời Phật tử chia sẻ. Con xin được chia sẻ Quảng Đạt Tí Đảnh Lệ ạ. Ngôi thứ nhất số ít A Hằng Văn Bích Sa Mỹ, số nhiều Ma Dạng Văn Bích Sa Mạ. Ngôi thứ hai số ít Bằng Văn Bích Sa Sĩ, số nhiều Tô Hề Văn Bích Sa Tha. Ngôi thứ ba số ít Tô Văn Bích Sa Tị, số nhiều Tề Văn Bích Sa Tị. Tôi sẽ có xin hiện đạo. Dạ, xin mời Phật tử Tham Mi Cá Liễu ạ. Dạ, thưa sư, con xin chia đồng từ Bách Gia Tý thì Vì Lai ạ. Ngôi thứ nhất Á Hăng Bất Chá Sa Mỹ, số nhiều Má Răng Bách Chí Sa Má. Ngôi thứ hai Toàn Bác Chí Sa Sĩ, số nhiều Tum Hê Bác Chí Sa Thá. Ngôi thứ ba Sô Bất Chí Sa Tí, số nhiều Tê Bất Chí San Tí. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ sư sư, con xin chia động từ Bích Cha Tí là bắn ạ. Vì Lai. Rồi Bích Cha Tí. Ngôi thứ nhất số ít tháng năm vít ít xa mí na răng
viết tích san mã. Ngôi thứ hai, số ít toang, viết tích xa xí, số nhiều tung hê, viết tích xa thá. Ngôi thứ ba, số ít sâu, viết tích xa tí, số nhiều tê, viết tích xa tí. Thưa sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Điệp ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ qua sát tí là sinh sống ở thì vị lai ạ. Dạ, ngôi thứ nhất su ích là ngôi thứ nhất su á hăng quá xí xá mí, số nhiều là mấy văn quá xí xá má. Ngôi thứ hai su ích là toàn quá xí xá xí, số nhiều là cung hê quá xí xá thá. Ngôi thứ ba số ít là xô quá xí xá tí, số nhiều là tê quá xí xăng tí. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư con xin đọc động từ con có thể chia động từ khoa lê tí là cai tệ cai trị được không sư? Cái gì khoa lê tí không được, khoa lê tí là dạng bằng e rồi, bằng e tí nữa mình chia thế vậy không đọc còn không thôi chia bây giờ chia bán động từ bằng e luôn đi. Khoa trá tí ngôi thứ nhất, ngôi thứ nhất số Pachisami, số nhiều Mayang Pachisama. Ngôi thứ hai số ít Pachisasi, số nhiều Tâm Hê Pachisatha. Ngôi thứ ba số ít So Pachisati, số nhiều Te Pachisanti. Dạ con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ thưa sư con xin chia động từ ác thí nhé, trí sắc tí là sẽ là chứng được ạ, à, thì bị lai ạ. À. Ngôi thứ nhất số ít á hằng ác thí các chi sa mí, số nhiều má văn ác thí các chi sa má. Ngôi thứ hai số ít toàn ác thí gá chi sát tí, số nhiều tâm hề ác chí gá chi sát thá sát thá. Ngôi thứ ba số ít sô ác thi gá chi sát tí, số nhiều tê ác thi gá chi san tí. Dạ con xin hết ạ. Bây giờ mình chuyển qua chuyển chia bằng động từ tận cùng bằng e cái nha, bằng e nha. Okay. À, qua đây cái tàn khác nó chuyển qua đi. Rồi đây bản tận cùng bằng e. Nghe ở đây mình có ngôi thứ nhất á hăng bái chế sa mí, số nhiều mới văn bái chế sa má. Ngôi thứ hai số ít toàn bái chế sa xí, số nhiều tâm hệ bái chế sa thá. Ngôi thứ ba số ít bái chế sa xí, số nhiều tê bái chế san tí. Nó gần giống như bản bằng á lúc nãy, chỉ có điều là ở đây là chữ e, à thay chữ e. Rồi giờ chia đi ai ạ.
Ai nãy giờ chưa chia mình chia đi. Chọn là động từ tận cùng bằng E nha. Dạ, xin mời Phật tử Huyền ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ là ô lô kế tí nhi nhỉ. Rồi, ô lô kế tí. Ngôi thứ nhất số ít a hàng ô lô kế xá mi. Số nhiều ma dằng ô lô kế xá ma. Ngôi thứ hai số ít toàn ô lô kế xá si. Số nhiều tung hề ô lô kế xá tha. Ngôi thứ ba số ít ô lô kết sát tị, số nhiều ô lô kết sát tị. Con xin nhảy đạo. Dạ, xin mời Phật tử An Trần. Dạ, thưa sư, con xin chia động từ pa phú na phê trí là khiến đạt được. Thì Dị Lai. Ngôi thứ nhất, số ít pa phú na phê sa mi. Số nhiều ma văn pa phú na phê sa ma. Ngôi thứ hai, số ít toàn pa phú na phê sa si. Số nhiều tâm hê pa phú na phê sa tha. Ngôi thứ ba, số ít so pa phú na phê sa chi. Số nhiều tê pa phú na pha san chi. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ thưa, con xin chia động từ VD tí là cảm thấy thọ hưởng. Ngôi thứ nhất số ít á hăng VD sa mí. Số nhiều má văn VD sa má. Ngôi thứ hai số ít toàn VD sa xí. Số nhiều tâm hê VD sát thá. Ngôi thứ ba số ít VD xá tí. Số nhiều VD san tí. Con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con xin chia động từ phá quê tí là tu tập đó, sư. Ngôi thứ nhất số ít á hăng pha quê sinh. Số nhiều má văn pha quê xí. Pha quê xí há xin há. Pha quê xin há. Ngôi thứ hai số ít là toan pha quê xô. Số nhiều là tâm hê pha quê xích thá. Ngôi thứ ba số ít là xô pha quê tí pha quê xí. Xô pha quê xí. Số nhiều là tê pha quê xum pha tê pha quê xin xum xin xú pha quê xin xú. Dạ bà sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, thưa sư, con xin chia động từ arathe tí là thỉnh mời ở thì vị lai ạ. Ngôi thứ nhất số ít á hăng arathe sa mí. Má văn arathe sa má. Ngôi thứ hai số ít toàn arate sa xí. Số nhiều tum hê arate sa thá. Ngôi thứ ba số ít arate sa tí. Số nhiều tê arate san tí. Dạ con xin hết ạ. Hãy giờ chúng ta không biết đó không biết. À, xin mời Phật tử Kim Cúc. Thưa sư, con xin chia động từ ba lê tí là cai trị. Ngôi thứ nhất số ít á văn ba lê mí. Số nhiều má văn ba lê má. Ngôi thứ hai số ít toàn ba lê hí. Số nhiều tâm hê ba lê thá. Ngôi thứ ba số ít số ba lê tú. Số nhiều t
ba lăng tú. Thưa sư xin hết. Chị sao ba lăng tú vậy hả? Ủa sao con chị thấy cái bảng này vậy? D C T ngôi thứ ba. Ủa sao lại thấy con thấy nhiều người chia bảng khác nhau nãy cô à. Cô chia bảng quá khứ đủ thứ. Nãy cô Nương Lâm thì Nương cũng chia bảng quá khứ không biết sao vậy. Con thấy bảng bị like mà trên bảng mà sao kỳ vậy? Con thấy bảng bị like. Ủa bị like ê dạ vẫn thấy bạn bị like thưa sư. Ừ, bị like mà sao nghe mọi người chia là dạ thưa sư hồi nãy con chia bạn bị like sư. Ờ con chia lại sư thì bị like con chia lại đi. Con chia lại động từ ba lê tí thì bị like ba lê tí con xin chia lại. Á hăng ngôi thứ nhất số ít là á hăng ba lê sa mí số nhiều là má văn ba lê sa má ngôi thứ hai số ít là ba lê sa xí số nhiều là tâm hê ba lê sa thá ngôi thứ ba số ít là ba lê sa tí ngôi thứ số nhiều là tê ba lê sa tí. Thưa sư xin hết. Đọc cho có chữ ghép ở phía sau á. Ví dụ như là động từ ba lê tí là ba lê sa mí ba lê sa má ba lê sa tí. Dạ rồi mời Phật tử Phạm Tình Thảo ạ. Dạ thưa sư con xin chia động từ ba ra chi tí là đánh bại ạ. Rồi ra chi tí. Ngôi thứ nhất số ít á hằng ba ra chê ra chê sa mí nhiều á hằng ba ra chê sa má ngôi thứ hai số ít bằng ba ra chê sa xí nhiều thê ba ra chê sa sa thá ngôi thứ ba số ít sâu ba ra chê sa tí số nhiều tê ba ra chê sa tí. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ thưa mời Phật tử Thanh Trà. Thật tôi đọc cái này ra cái kia nhìn cái này đồng tư ni man tê tí mời ạ. Yeah. Ngôi thứ nhất số ít a hằng ni man tết sa mi số nhiều ma yang ni man tết sa ma ngôi thứ hai số ít toàn ni man tết sa si số nhiều tung hề ni man tết sa tha ngôi thứ ba số ít số ni man tết sa ti số nhiều tề ni man tết san ti. Con xin hiểu ạ. Dạ xin mời Phật tử Anh Hoàng ạ. Dạ, thưa sư con xin chia động từ ô xê tí chăm sóc ạ. Ngôi thứ nhất số ít á hàng pô xê sa mí số nhiều má trăng pô xê sa má ngôi thứ hai toan pô xê sa xí số nhiều tum hê pô xê sa thá ngôi thứ ba sâu sô pô xê sa tí và ngôi số nhiều là tê pô xê sa san tí ạ. Dạ con xin hết ạ. Mời Phật tử Thanh Cá Liễu ạ. Dạ thưa sư con xin đọc bằng động từ dc tí thì vì lai ngôi thứ nhất á hăng dc sa mí số nhiều má râm dc sa má ngôi thứ hai toang số ít d sa xí số nhiều tung hê dc sa thá
Ngôi thứ ba, số ít, số DC xá tí. Số nhiều, T DC san tí. Dạ con xin hết ạ. Không cho có âm nhắn. Từ nó phải hai chữ S, hai chữ xá là đọc cho có âm nhắn. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ cô xê tí. Ngôi thứ nhất, số ít, á hào, cô xê xa mí. Số nhiều, cô xê xa mí. Số nhiều, má dân, cô xê xa má. Ngôi thứ hai, số ít, tăng, cô xê xa mí. Số nhiều, tâm hai, cô xê xa thá. Ngôi thứ ba, số ít, số khô xé xa tí. Số nhiều, tê, khô xé xa tí. Dạ con xin hết. Thôi dừng trả lại phần sửa bài tập đi ha. Nãy muốn hết giờ rồi, nãy giờ chia nãy giờ vòng vòng hết giờ. Nãy giờ sửa bài tập không kịp. Giờ bài tập rồi, 8 giờ rồi, 8 rưỡi rồi, nhanh quá. Bài tập là phần từ vựng, mình có tới 4 trang từ vựng. Có tới 4 trang từ vựng là phần bài tập này. Giờ đọc từ vựng trước đi, mỗi người đọc 1 trang ha. Mỗi người đọc 1 trang từ vựng. Rồi xin mời lớp đọc từ vựng đi, rồi mình sửa bài tập. Nãy giờ vòng vòng ôn bài nãy giờ không muốn hết giờ. Giờ mỗi người đọc một trang từ vựng. Cho dạ. Nó sẽ bài tập. Dạ, xin mời Phật tử Kim Phúc ạ. Dạ thưa sư, tôi xin đọc ạ. Aragang Akcha Vasisati là sống tại gia đình. Agarasma Anagariyan Bapachisati sẽ xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Anyatra ngoại trừ. Ativiya là rớt. Atta là ta, mình. Athigacchati là chứng được. Athigacchisati là sẽ đạt được. Attha là chắc chắn. Anagata Kala là thời tương lai. Anto là bên trong. Afisambuddha là quả vị toàn giác. Amitodana Racha là vua Amitodana. Amitodana Racha Buddha là hoàng nam của vua Amitodana. Hết rồi chưa? Còn nó còn mấy từ nữa. Dạ. Ariya Phala là thánh quả. Agamana là sự đi về. Ananda Racha Kumara là hoàng tử Ananda. Aradehi Aratheti là thỉnh mời. Arocheti là nói ra, tâu. Rồi. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ con xin đọc. A quá há lá măng gá lá đi quá xá ngày lễ thành hôn. Úp bá úp bách chí xá tí sanh sẽ sanh lên. Ú bát tha cá thị giả người hầu. Ô la rí căng một cách long trọng. Cấp bí la quách thú ná gá rá thành ca tỳ la vệ. Can tha cá xá ngựa kiền trắc. Ca lú đa dí na na má ách á mách trá đại thần. Ca lú đa dí con đa ná ram má ná ná ram má ná bà la môn kiều trần như. Khách tí giá cú lá
dòng dõi sắc đế lị Go Tamo Nama Buddha Kala thời kỳ Đức Phật Gotama Chakka Vatiracha chuyển luân vương Chá tú Ní thí cùng thí Bồ thí rút khá can thá cá bốn hầm châu báu cây bồ đề và ngựa kiền trách chan ná là ngày lễ chan ná upát thá cá người hầu sa chan nú chan nú bát thá cá người hầu sa nạc chá ná người dân chúng cha giá tý hạ sinh nha tá cá nha tá ca ná gia quyến tha ná là chỗ nơi tasmin đi quá xề vào ngày hôm ấy tú xí tá phá quá cõi trời tú xí tá con xin hết á. Rồi ra mọi người tiếp theo. Dạ xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Rất chân lý già đế sa tú rất tá. Dạ xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư con xin đọc dạ bắt đầu từ Má Hà Phố Thí Rút Khá. Dạ cha giá tí là hạ sinh. Không đọc ở đâu vậy hả? Dương Lê đọc ở đâu vậy? Đề Sa Né Sa Né Thầm Ấn Đề Sa Né Tasmin Divasse vào ngày hôm ấy. Ủa? Đọc xem ở trên máy nè, xem đâu ạ? Dạ. Dạ bắt đầu từ chữ nào vậy hả sư? Ấn Đề Sa Né hả? Có phải là từ pháp chá không sư? Không anh đi nè. Phải chỗ sự thuyết pháp thôi chứ. Dạ, dạ con thấy rồi. Dạ, Dhamma, Dhasana, sự thuyết pháp, Dhyisati, sẽ đưa đi. Nama, Thapesati, sẽ đặt tên. Pháp chá, sang này, Pati-pa-de-si, tổ chức. Thời kỳ Đức Phật Bariya Pavisati sẽ trở thành người bạn đời Mahapoti Rukha Mula cây đại thọ Bồ Đề Mahavetra sau khi tu tập Marati chết Mahapoti Rukha cây đại thọ Bồ Đề. Dạ con xin hỏi. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Maha Bồ Thí Rút Khá cây đại thọ Bồ Đề Rajan Niya Đi Sát Tí sẽ nhường ngôi Rát Thá là quốc độ Rajanang Kari Kari Dít Sát Tí sẽ được cử lên làm vua Rô Đá Tí là khóc Quý Ma Ná là hoàng cung, Sa Chê là nếu, Sa Ta Há là 7 ngày một tuần, Sa Bá Thá mọi nơi hô tí có cùng tuổi thọ, Sa Ma Gá Cha Tí là tham dự,
Samma Gamma là sự tham dự. Samma Sambuddha là bậc chánh đẳng chánh giác. Samma Sambodhi Ana là toàn giác trí. Saha Jata Pukala là nhân vật đồng sanh. Sasana thông tin. Sipa là tài nghệ. Sunati Sunati là nghe. Sesa Pukala là nhân vật còn lại. Hí bởi lẽ vì rằng. Hết tha là ở dưới. Dạ thưa sư con xin hết. Còn ở đây không? Dạ còn sư chúng ta Phật tử Phạm Thịnh Bảo. À ra rằng ác quá xích xa tí là sống tại gia đình. À ra rắc ma à lá ra ghi răng bắp tách bắp bá xích xa tí là sẽ xuất ra từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Anh nhá trá ngoại trừ a tí quý giá rất ép tá ta mình a tí rắc trá tí chứng được a tí rắc chích xa tí sẽ đạt được ép tha chắc chắn a la giá tá ca lá thời tương lai an tô bên trong á khí xăm bút thá quả vị toàn giác á mỹ tô đá lá ra trá vua á mỹ tô đá lá á mỹ tô đá lá ra trá bút thá hoàng nam của vua.
mic kia. Dạ, xin mời Phật tử Thanh Hoàng. Con, dạ, con quên, con chưa bật mic, con xin lỗi. Con xin sám hối. Á hoa há ná mang cá lá đi quá xá, ngày lễ thành hôn, ố bá trí, xá tí, sẽ xanh lên, ố bá thá cá, thị giả người hầu, ô la ký, rí căng, một cách long trọng, cá rí quá, cá pí lá quá, thú ná, rá, ná gá rá, thành cá tỳ la vệ, can thanh, can thá cá xá, ngựa kiền chắc, ca lu đa dí, na má, a má cha, đại thần ca lu, lưu đà di, côn đanh nhá, bra má ná, bà la môn kiều trần như, khát tí giá cú lá, dòng dõi sát đế lị, gô tá mô, na má, bút thá, ca lá, thời kỳ Đức Phật Gotama, chắc cá quá, tí ra trá, chuyển luân vương, cha tú, cha cú.
À, câu 2, xem câu 2. Người đánh xe xin bác. Mở hàng trắc đến đi luôn. Này từ hoàng cung đến nơi xuất gia. Mở hàng trắc. Cùng với ngựa kiền trắc, cái này cùng với chứ không phải là hoàng, cùng với ngựa kiền trắc đưa ngài từ hoàng cung. Ở đây nó còn chữ sau này nữa, bái kha biết sao mà của ai chưa tắt mi à, ai tắt sao này Bồ Tát sau khi tự mình